Khách ta ăn ta khen là ngon nhất là ở cái nước cốt dừa. Theo của chị tất cả là có 6 món bánh. Một là bánh chuối, hai là bánh bột bán, ba là bánh phô mì, bốn là chuối sò dừa, năm là bánh bò, sáu là bánh đúc. Chị bán một có 10.000, 15, 20.000 thập cẩm đầy đủ hết. Tùy theo lớn nhỏ, ăn muốn ăn nhiều ăn. Kệ bán ít là ít em ơi, ít công làm lời. Chị tên là Phạm Thị Thanh Vân, năm nay chị 38 tuổi. Chị bán bánh chuối nước cốt dừa chợ Bà Chiểu. Chị bán từ lúc 12 giờ cho tới 4-5 giờ chiều. Làm bánh là lúc còn nhỏ. Cái bánh này là từ lúc mà mẹ chị bán tới giờ là mấy chục năm rồi. Nghề gia truyền từ mẹ chị tới chị. Nhà chị là bánh tầm, bánh chuối gì là mấy chục năm rồi. Chị đam mê từ nhỏ đó, chị biết làm từ nhỏ nên chị thích. Nhà chị bán được cũng như là 60 cái chuối. Lại phải mì mười mấy ký, lúc chị bán cũng được mười mấy ký. Bột bán cũng 400-500 cái, còn bánh bò cũng 400 cái. Nước dừa này chị nấu bằng nước lá dứa không? Nấu nước lá dứa xong rồi chị mới pha nước dừa. Chị pha chị không có bỏ bột béo, bột gì hết á. Chị có đường, muối, chị bỏ lên, chị nêm nếm rồi nhắc xuống. Khách nói nước dừa ngon, chứ chị không dám nhận xét. Làm chị thấy nó ngon rồi. Tới đây cũng mua cũng đa dạng lắm. Cũng như ít nhiều cũng có, 10, 15, 20, có khi mấy trăm ngàn cũng có khi 1, 2 triệu cũng có nữa. Nhiều lúc người ta mua, người ta về bán lại là thứ nhất, người ta làm từ thiện để cho chùa rồi gì dưới đây cho vị dưỡng lão. Chị đi bán hình như thấy bán đắt là có kỷ niệm là vui rồi, chứ cực lắm em ơi. Tôi nhất khi bán bánh là chị được trang trải trong gia đình, ít nhiều chị cũng được trang trải trong gia đình, không có đủ như người ta nhưng mà cũng được. Mình phải gắng cố gắng lên, vượt lên, chứ đâu có ai cho mình không.